Nằm trong chương trình đối ngoại của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, sáng nay đoàn học viên chương trình đào tạo công tố viên cơ quan tổng trưởng lý Vương quốc Thái Lan do ông Vai Rõn Chacha Lavavong, tổng thanh tra làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quang vui mừng chào đón đoàn học viên chương trình đào tạo công tố viên cơ quan tổng trưởng lý Vương quốc Thái Lan đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Những năm qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam Thái Lan nói chung và giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và cơ quan Tổng trưởng Lý Văn Quốc Thái Lan nói riêng đã không ngừng phát triển và có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của hai bên. Tại buổi làm việc, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của ngành kiểm sát nhân dân Việt Nam nói chung và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng. Tổng thanh tra vì rõn, Chacha Lavavong cho rằng Thái Lan Việt Nam là hai nước có mối quan hệ thân thiết, cùng là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và tổ chức thành viên các tiểu vùng khác trong khu vực. Chuyến công tác lần này sẽ góp phần củng cố, tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và ngành kiểm soát hai nước nói riêng.